Xem chị làm một phần bánh mì hấp nha các bạn. Mở ra thơm cái mùi lá dứa lắm các bạn. Ồ, giờ một phần là một ổ luôn á. Chị lấy 6 miếng, 30 ha. Nước cốt dừa các bạn. Rất là béo nha. Món miền Tây hay sử dụng nước dừa và nước cốt dừa. Rồi mỡ hành. Mỡ hành có mỡ đây tự mình làm luôn hả chị? Làm luôn á, tự thắng. Làm hết nha, không cho ai làm hết đó. Làm hết luôn. Tự chị Loan làm hết luôn. Làm hết luôn. Chị bán cho ai phụ chị không? Không, có mình. Rồi ăn với bì nữa các bạn. Cái này sử dụng bì cho nên chị bán chung với bì cuốn luôn. Trong bì thì có da nè, rồi có những miếng thịt nạc nữa các bạn, được cắt sợi ra hết ha, cho nên là cũng dễ ăn. Cái này ăn nước mắm á chị ha, có đồ chua. Này khách ăn người ta sẽ chan vô luôn hay là ta chấm? Không, chan giống gì luôn rồi đó, vậy là đúng rồi. Người ta chấm hay là chan vô? Chấm ăn, đó là chi qua chi là đúng luôn. Chào các bạn khán giả của kênh Bốn Mùa Ẩm Thực nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở trên đường Phong Phú, ở chỗ này thuộc phường 12, quận 8 đó các bạn. Từ ở ngoài đường Tùng Thiện Vương chạy vào đây chút xíu rồi các bạn. Trên đường Phong Phú và ngay cái góc hẻm 100 này thì mình thấy có chị bán bánh mì hấp và bì cuốn các bạn. Cái món này đó giờ mình rất là ít quay có một lần lâu lắm rồi ở quận 4 đó các bạn. Mình sẽ ghé vào đây, mình sẽ quay cái món bánh mì hấp của chị ha. Rồi chị đây chị bán bì cuốn luôn. Và mình thấy cái món này cũng lạ lạ và hấp dẫn ha. Cho nên mình quyết định mình sẽ vào đây quay. Mình mời các bạn cùng vào quán với mình nha. Đây, hôm nay chị bán bì cuốn nè. Những cái cuốn chị cuốn nhìn đều rất là đẹp luôn các bạn. Và có bọc bột, cái miếng ni lông cho từng cuốn luôn. Rồi chị cuốn bì nè, rồi có bì. Cái này bánh mì hấp là xài bì này luôn xài hả chị luôn, ha? Xài bì luôn. Ngon nè. Rồi mỡ hành, rồi cốt mỡ luôn các bạn. Rồi những cái nước mắm của chị nè. Nước mắm. Rồi ớt, ớt xay các bạn. Rồi có đậu phộng. Rồi đậu chua mình làm luôn hả chị? Làm luôn, làm hết. Ngày nào làm ngày đấy ha? Ừ. Cái này là nước cốt dừa này là món bánh mì hấp ha. Đây bánh mì chị hấp ở đây. Đây bánh mì hấp các bạn, chị hấp sẵn nè. Có lá dứa nữa hả chị? Cho nên cái mùi mình thấy rất là thơm luôn các bạn. Này một bánh mì chị cắt ra mấy ạ? Ba, làm sáu. Mỗi một nửa bánh mì là 3 miếng ha. Bánh mì là mình có nước cốt dừa này hả chị ha? Một phần bánh mì hấp chị bán bao nhiêu? 30. Dạ 30. Còn cái bì 7.000 cuốn. 7.000 một cuốn hả chị? 7.000. Cuốn bì thì mình sẽ ăn với nước mắm, hình như bánh mì bì cũng vậy luôn ha. Ở đây chị thấy rau thì cũng sạch sẽ các bạn, và chị đã lặt sẵn hết rồi nè. Bánh mì thì có sử dụng rau không chị? Có luôn. Cái món bánh mì hấp thì cũng có rau luôn. Và đây là xà lách nè. Chị vừa bán thì vừa cuốn bì luôn các bạn. Cái bánh tráng này cũng khá là to ha. Một cuốn là 7.000 hả chị? Một phần bánh mì là bao nhiêu? Đây, rau xà lách nè, rồi những cái loại rau thơm. Rau của chị mình vậy thấy cũng sạch sẽ và nó tươi đó các bạn.
nó có rau húng, rau quế, rau húng cây. Rồi chị bỏ bì vào, nhìn cũng rất là sạch sẽ nha các bạn. À, vậy là 7.000 dễ kiếm tiền quá chị ha. Cũng xứ 7.000 dễ kiếm tiền quá. À, chị cũng rất là kỹ nha các bạn, bọc cái lớp ni lông nữa nè. À, chị Loan cho mình hỏi là chị bán ở đây được bao nhiêu năm rồi chị? Cỡ 4 năm rồi. À. Hôm nay bán mình 4 năm rồi. À, chị. Mỗi một ngày thì chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 11 giờ. 11 giờ tới chiều á, nào hết thì dẹp. Thì thường là khoảng mấy giờ? Mấy giờ? Khoảng cỡ 5 giờ. Còn 4-5 giờ đó ha, rồi hết nghỉ ha. Rồi cái ngày mùng 1 hay ngày 15, ngày âm lịch chị... Ngày đó bán chai, bán bún mì xào chai. Chị vẫn bán, bán đồ chai. Rồi bán cái gì chị? Bún mì xào. À, chị mong bún mì xào ha. Rồi, khách này xách dĩa đi mua luôn hả? Chắc cũng chồm xóm hả chị ha? Dạ. Đừng có trang của hành nó riêng luôn. Cái này để đi. Cái này để đi. Cái này để đi. Cái này để đi. Chồm xóm nè, mua sách dĩa tới mua luôn. Thì nước cốt dừa chị cho thấy cũng nhiều ha. Cái này để bên phải không? Bên. Cái này chịu mới ăn. Để bên. Khách về chưa ăn liền cho nên chị để mỡ hành tóp mỡ chị để riêng ha. Cái dĩa mỡ hành tóp mỡ thấy ngon lắm nha các bạn. Chị tự làm nhìn những miếng tóp mỡ nhìn ngon. Rồi một bịch mỡ hành tóp mỡ xong rồi tới nước mắm hả chị? Bưng dĩa bưng chén tới mua luôn, mới tự múc nước mắm luôn. Rồi còn rau nữa. À, đủ thứ nha các bạn. Rồi. Nhà cô chắc gần đây hả? Mỗi một ngày chị bán cái mỗi món khác nhau. Ừ. Vậy thì chị cho khán giả biết cái lịch bán của mình vào thứ hai chị bán món gì? À, thứ hai là bán canh bún. Rồi. Thứ ba thì bán bánh mì hấp. Dạ. Thứ tư thì bán bún mì xà, bún thịt nướng. Bún thịt nướng ha. Thứ năm bán mì vịt tiềm. Ồ, mì vịt tiềm luôn. Thứ sáu thì bán sườn kho. Sườn kho. Thứ bảy thì bán cà ri. Chủ nhật bán gỏi cuốn. Mình bán hai món là bì cuốn và bánh mì bì là chắc là tại vì hai món đó đều sử dụng bì. Đúng rồi. Cho nên bán chung với nhau luôn. Cho nên nó tiện ha. Giống như là người ta bán bún riêu thì hay đi chung canh bún. Đúng rồi. Ví dụ vậy. Chị có biết được ngày là chị bán khoảng bao nhiêu cuốn không? Không, cuốn đại chắc mấy cuốn mà đại bán kèm á. À bán kèm. Với bánh mì hát đó không có bán nhiều. Chỉ có gỏi cuốn mới bán nhiều. Dạ. Gỏi cuốn thì bán trăm mấy cuốn, bán 200. Vậy chứ mình là thích ăn bì cuốn hơn gỏi cuốn hả? Gỏi cuốn chủ nhật mới bán. Chị làm cũng rất là thành thạo ha. Ăn cái này là ăn rau bạn rồi bì, mình chấm nước mắm luôn hả chị ha? Mắm luôn, mắm chung luôn. Chỉ có nước cốt dừa là của bánh mì thôi hả? Nước cốt dừa của bánh mì. Chị tối ngày ngồi cuốn không cho nên cuốn rất đẹp các bạn, đều nhau. Chỗ bán của chị Loan thì bán ở trên đường Phong Phú đó các bạn, ở đây thuộc phường 12 quận 8 ở Sài Gòn nha. Thì địa chỉ chỗ chị Loan bán là ở số nhà 98 Phong Phú, phường 12 quận 8.
Mọi thông tin về địa chỉ giờ bán cũng như bản đồ chỉ đường mình sẽ luôn cập nhật đầy đủ trong video và trong phần mô tả video. Các bạn quan tâm thì xem qua nha. À, khách không thích ăn rau gì thì nói ha, để chị cuốn chị lựa ra. Xô rồi ăn được ha. Trừ giấp cá ra thôi hả? Khách này thì không ăn giấp cá bạn, cho nên chị cuốn riêng, chị sẽ lựa rau giấp cá ra. Dính mấy hả? Dính rồi. Ghê quá. Dính là bị kiện á. Về là bị kiện á nha. Chị đã cuốn sẵn để bán các bạn, nhưng mà khách thì có thể là không thích ăn loại rau này, thích ăn loại rau kia, thì chị sẽ cuốn riêng nha các bạn. Nhà gần đây không chị? Luôn. Biết ha, chạy vô mua bì cuốn. Chị thích ăn bì cuốn. Mình cũng thích ăn bì cuốn. Thích ăn bì cuốn hơn gỏi cuốn. Chủ nhật chị bán gỏi cuốn hả? Chị bán kèm với món gì? Bún thịt xào. Bánh mì được chị hấp rất là nóng luôn các bạn. Rồi nước cốt dừa nè. Cái nước cốt dừa này chị làm luôn hả chị? Làm luôn, nguyên chất luôn. Làm hết luôn, không cho ai làm hết đó. Chị dành làm hết luôn. Rồi đồ chua nè, đậu phộng nè, ớt, nước mắm. Cái mỡ hành, tóp mỡ rất là hấp dẫn ha. Bì chị làm, chị trộn luôn hả? Trộn luôn, tự làm luôn. Chị mua bì về chị trộn hay là chị mua, cắt? Mua bì về lấy thịt á, mình làm thịt á, mình luộc ra rồi mình sắc mình tự mình làm. Không, cái bì á chị mua miếng bì chị mua, cắt luôn hả? Ừ. Mua về cắt hay là bì nó cắt sẵn? Bì là mình mua, à. Thịt về mình sắc. À, rồi chị trộn. Vô, đúng rồi. Chị ướp này kia là ướp này kia tự mình làm luôn ha. Muốn cuốn hả con? Dạ. 7.000 một cuốn nha các bạn. Cái dĩa này là 30.000 ha, một phần bánh mì với lại rau luôn là 30.000. Rồi mình ăn thêm cái bì cuốn đó các bạn. Bì cuốn này ở đây chị Loan bán là mỗi một cái là 7.000 ha. Mình mời các bạn cùng dùng với mình cái bánh mì hấp và cái bì cuốn ở quán của chị Loan các bạn. Bánh mì nè, rồi chị chan cái nước cốt dừa, rồi mỡ hành, rồi tóp mỡ. Rồi ở trên có bì, chị cho bì mình thấy cũng rất là nhiều ha. Những cái phần bì này thính nè, da nè. Rồi những cái miếng thịt cũng được cắt sợi luôn các bạn. Bánh mì hấp thì sẽ ăn chén nước mắm có ớt rồi có đầu chua ha. Nước mắm chị pha sẵn. Rồi ở đây rau ăn kèm là xà lách. Thấy có diếp cá nè, tía tô nè, rau quế nè, rau húng cây rồi nữa các bạn. Bì cuốn thì ăn nước mắm riêng nha các bạn. Và nước mắm này cũng có thêm cái đậu phộng mà nó khác với lại nước mắm của cái bánh mì hấp ha. Mình thấy cái nước mắm này chị pha cũng rất là vừa ăn và là cái nước mắm ngọt nha các bạn. Thì bởi vì ở đây là bánh mì thì nó sẽ có tinh bột,
những cái món có tinh bột giống như bánh mì, cơm tấm mà mình ăn bún gì thì nước mắm sẽ là nước mắm ngọt cho bạn. Những cái nào mà không có tinh bột thì mới sử dụng là nước mắm chua ngọt. Chẳng hạn như mình ăn đồ nướng, hải sản, được đó các bạn, thì sẽ sử dụng nước mắm chua ngọt. Ở đây là nước mắm ngọt ha. Bánh mì hấp thì còn nóng các bạn, ăn hấp nó mềm và nó nóng, có nước cốt dừa ăn rất là béo luôn các bạn. Thì mình ăn những cái gì có mỡ á, mình ăn rau thì nó sẽ đỡ cái vị ngậy ha, mỡ nhiều mình ngán thì mình ăn vào. Bánh mì bì này chị sử dụng nước cốt dừa các bạn, nó rất là béo quá. Và những cái béo ở trong đây nữa là mỡ hành, rồi túp mỡ tạo cái độ giòn ha. Và cái bì nó cũng tạo cái độ giòn nữa các bạn. Bánh mì thì nó rất là mềm mại ha. Cái bì thì nó giòn, có thính, ăn nó hơi lạm xạm. Cái bì thì nó dai dai giòn giòn. Ở trong bì thì có cái phần thịt nạc cũng được cắt sợi nữa các bạn. À, cho nên ăn nó cũng đậm đà ha. Mình ăn kèm với rau luôn các bạn. Thường những cái món mình ăn miền Nam thì ăn kèm với rất là nhiều loại rau. Mình rất là thích luôn các bạn. Bì ở đây cũng khá là nhiều ha, những cái bì rồi thính nè, rồi thịt nạc trong bì nữa các bạn. Mình ăn không thì nó hơi nhạt chút ha, chan ít nước mắm vào thì nó vừa ăn các bạn. Bì cuốn cũng có bì và cái bánh mì hấp cũng có bì, chủ yếu là bì ha, cho nên ở đây chị bán kèm luôn. Nước mắm này thì cũng xài chung với nước mắm của bánh mì hấp luôn, nhưng mà có thêm cái đậu phộng vô các bạn. Cái bì cuốn chấm nước mắm cũng vừa ăn các bạn. Cái bì cuốn này bì rau rồi thì nó cũng giống như cái bánh mì hấp thôi, nó có bì rau bánh tráng, còn bánh mì hấp thì sẽ có bánh mì và thêm nước cốt dừa, và đặc biệt cái nước mắm thì sẽ có đậu phộng của cái bì cuốn ha, còn cái bánh mì hấp thì không có đậu phộng các bạn. Thường thì người ta bán bì cuốn thì hay bán chung với gỏi cuốn bì cuốn các bạn. Thì cái bì cuốn nó sẽ khác cái gỏi cuốn. Gỏi cuốn thì cuốn có bún rồi có tôm có thịt ha, còn cái bì cuốn thì không có bún và chỉ cuốn với bì với rau ha. Cái bì cuốn ở đây 7.000 một cái, mình thấy chị cuốn bì cũng nhiều các bạn ha. Bì trong bì nó cũng có thịt nạc, nó ăn nó cũng bùi bùi. Nó vừa ăn mình chấm nước mắm là nó vừa đó các bạn. Cái món bánh mì bì thì mình thấy cũng lạ ha. Đó giờ mình rất là ít quay. Mình thấy bánh mì hấp nó mềm, rồi có nước cốt dừa ăn béo ha. Rồi mỡ hành, tóp mỡ cũng béo, rồi ăn kèm với rau mới đỡ ngậy ha. Bì thì bì rất là nhiều, rồi có những cái sợi thịt nạc được sắc lên và chị liền nếm chị ốp. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Mình rất cần sự ủng hộ của các bạn. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.